chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của mình. Đây các bạn, đây là những cái bầy cá mà được Thành Anh ép cách đây khoảng chưa được một tháng các bạn. Các bạn nhìn thấy quân số rất là đông nha. Đây, đó. Quân số rất là đông luôn. Thì hiện tại thì Thành Anh còn rất là nhiều bầy, từ 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 1 tháng, 2 tháng. Thì đây là những cái bầy cá mà Thành Anh tiếp tục ép để phục vụ cho tất cả các bạn đây. Thì nhiều anh em hỏi Thành Anh ơi, cá nó đẻ như thế nào và ép ra sao. Thì ở trên kênh BBT khám phá sở thích của Thành Anh đó, thì Thành Anh có chia sẻ với tất cả các bạn cái cách thức mà để ép những cái cặp cá beta giống bố mẹ. Đây các bạn, đây là một cái bầy Nemo Gold, ngày ép là ngày 27 tháng 4. Thì cách đây là mười mấy ngày này các bạn. Thì những em cá nó như thế này đây. Đây các bạn nhìn thấy không, những em cá này ăn được trùng chỉ nè các bạn ha. Ăn được trùng chỉ, ăn được Artemi và ăn được bo. Thì cái giai đoạn đầu đó các bạn, thì các bạn sẽ cho nó ăn trùng cỏ. Thì cái cách thức mà tạo ra được trùng cỏ thì Thành Anh cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn trên kênh BBT khám phá sở thích của Thành Anh rồi đó. Thì có nhiều anh em hỏi Thạch Anh ơi, làm một cái clip về cận cảnh những em cá beta nó đẻ trứng và em bố làm gì, em mẹ làm gì để tạo ra được những cái em cá con nhỏ nhỏ nhất nhất như thế này. Trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh chia sẻ cho tất cả các bạn cận cảnh những cặp cá giống bố mẹ nó đẻ và nó chăm con, chăm trứng nó như thế nào. Thì mời các bạn cùng theo dõi với Thạch Anh nhé. Chiếc màn nhỏ của bạn đây là một cái cặp cá koi mà Thạch Anh được một cái người bạn ở bên Mỹ gửi những cái clip này cho Thạch Anh nhằm chia sẻ đến toàn thể tất cả các bạn. Đây là một cái sự công phu nhất định của một cái người đam mê cá beta các bạn nhé. Đây là cái cặp cá đã cho làm quen rồi và đã thả ra nè các bạn. Thì các bạn thấy em trống và em má nó quấn quýt với nhau ha. Các bạn thấy ở trong trên cái lỗ nhỏ đó có rất là nhiều cái tổ bọt và em chống và em mái nó quấn quýt với nhau. Khi mà em mái đẻ đó thì em chống và em mái nó co lại với nhau các bạn, nó co lại với nhau. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp các bạn nha. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp. Và em cá chống á nó sẽ lấy trứng, em cá mái đẻ xong rồi đó trứng nó sẽ rớt xuống đáy và em cá chống sẽ đi ngậm từng viên trứng đó đem lên tổ bọt. Các bạn nhìn thấy em cá trống này đang ngậm trứng đây. Nhiều các bạn không rõ thì các bạn nói em trống nó đang ăn trứng. Thực sự mà nói không phải các bạn, em trống nó đang làm nhiệm vụ của nó trong việc ép cá đó. Thì em trống nó làm việc rất là cực lực các bạn. Em mái thì khi mà đẻ xong rồi đó các bạn, khi mà bắt đầu chúng ta ép xong rồi, đẻ xong rồi khoảng 24 giờ đồng hồ thì em mái nó đẻ xong và chúng ta sẽ bắt ra. Và chỉ còn em trống thôi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái thời gian này là em trống làm việc rất là cực lực luôn các bạn. Vừa ép vừa ngậm trứng đem lên tổ bọt. Em mái không đem đâu nha các bạn nha. Em mái không đem đâu. Em mái chỉ biết đẻ thôi. Đó, vừa ép vừa ngậm trứng đem lên tổ bọt. Và sau 24 giờ các bạn, các bạn dỡ ra thì các bạn sẽ thấy trứng nó đầy trên tổ bọt hết rồi. Thì các bạn lúc đó hãy đem mái ra. Nếu mà chúng ta không đem mái ra đó thì mái nó sẽ ăn hết trứng trên tổ bọt các bạn nha. Máy nó sẽ ăn hết trứng trên tổ bọt. Nó cái vấn đề này thì anh đã chia sẻ trên cái kỹ thuật ép rất là nhiều. Và trong clip này thì anh cũng không chia sẻ nhiều cái kỹ thuật đó nữa. Các bạn nào cần thì anh để link bên dưới các bạn vào các bạn xem giúp thằng anh. Đây là một số hình ảnh về những em cá trống, cá mái làm giống ép và đẻ trứng. Và mình sẽ nhìn thấy những hình ảnh rất là tuyệt vời các bạn ha. Những hình ảnh rất là tuyệt vời của những cái cặp cá beta.
beta nói chung và những cái tên nói riêng hầu như là nó có bản năng chung các bạn, là đến thời điểm kết bạn, kết đôi và bắt đầu ép và đẻ trứng và sinh sản. Thì đó là một cái quy trình, đó là một cái quy trình và rất là tuyệt vời các bạn. Hôm nay thì trong clip này thì Thạch Anh muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cái cặp cá bố mẹ nó đẻ trứng và nó làm việc ở trong cái dụng cụ ép như thế nào. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thạch Anh các bạn nhé. BBT khám phá sở thích, Beta Thạch Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.